mời các bạn vào vị trí. Ở đây mình có 5 cái danh sách và mỗi cái nó sẽ hiển thị một cái đáp án mà chương trình đưa ra. Và trong câu hỏi đầu tiên này, trong 5 đáp án thì chỉ có 3 đáp án đúng mà thôi nha. Mời đáp án của chương trình. Vua Hùng Vương, tướng Cao Lỗ, núi Sóc Sơn, thần Kim Quy, áo lông ngỗng. Sao hai em gương mặt hoang mang vậy? Đang suy nghĩ. Anh là anh nghe em để chơi đó nha. Em phải tự tin lên, em đừng hoang mang anh theo. Em phải mạnh mẽ nha. Mời các em quay lại xem câu hỏi. Những chi tiết có trong truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy. Bắt đầu. Vua Hùng Vương nè, Vua Hùng Vương nè, Vua Vương là chắc mẹ. Áo lông ngỗng. Áo lông ngỗng. Ok. Nhanh lên rồi các em bàn với nhau đi. Vô đi. Vô đi nè. Vô đi. Vô đi. Qua bên anh hai người đi, cùng một người. Sóc Sơn chị. Núi hai. Đúng rồi, hình như lên núi Sóc Sơn. Cảnh Sóc Sơn. Đọc kỹ lại câu hỏi nha. Sóc Sơn, Ngọc ơi, Sóc Sơn. Còn thời gian có muốn thay đổi hay không? Cao Lỗ hả? Không có. Nhanh lên. Thằng Kim Quy. Phải, không phải. Rồi, hỏi thăm chiếu. Ban đầu từ vua Hùng Vương. Sao đó phóng qua thần Kim Quy vậy? Dạ, em nhớ lộn. Em nhớ làm sao? Vua Hùng Vương là cái chuyện kia em. Chuyện kia chuyện gì? À, Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh Thủy Tinh. Vấn đề chắc không? Không chắc cũng đã chọn. Tại vì còn có 1-2 giây cuối cùng thôi. Lúc đó em mới chợt nghĩ ra, hình như mình lộn chuyện. Mình không chạy đi mà chạy trong cái sự mà quán hoàng cuốn cuồng chưa chắc đúng. Nghe chờ đó. Còn em, vì dạ. Sao chọn cái vị trí này? Em nghe bạn nhắc. Bạn nhắc. Em có biết về chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy không? Dạ biết. Biết đúng không? Chọn đây. Rồi bên đây tôi hỏi thăm ông đội trưởng nè. Như tôi đã nói ban đầu, đội trưởng có vai trò quan trọng lắm. Đội trưởng có tính hoạch định chiến lược cho cả đội. Và khi câu hỏi vừa hiện lên, đội trưởng biết đáp án là cái gì? Bỏ củ chạy lấy người. Đội trưởng chân dài chạy trước, bỏ nguyên đàn em thơ dại lại ngơ ngác phía sau. Sao vậy tiền? Em phải tự tin trước thì đồng đội em mới tự tin được. À, lẽ ra em ơi, theo anh, em ơi, theo anh. Anh biết chắc đáp án này đúng nè. Em ơi, đằng này không. Á lông ngọc, á lông ngọc bỏ chạy. Thiệt tình luôn đội trưởng của tôi. À, các bạn đã chọn cả 3 vị trí đó là núi Sóc Sơn, thần Kim Quy và áo lông ngỗng. Bây giờ anh sẽ công bố từng đáp án. Anh sẽ công bố đáp án số 2, tướng Cao Lỗ. Đây là đáp án đúng hay sai? Đây là đáp án chính xác. Cao Lỗ là một vị tướng tài, là một vị tướng anh dũng của An Dương Vương. Câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy là dưới thời vua An Dương Vương, đúng không? Đó. Rất là tiếc các bạn đã không lựa chọn đáp án này. Và bây giờ anh sẽ công bố vị trí số 1 và vị trí số 4. Để coi sao. Đúng là thần Kim Quy là đáp án chính xác. Như chúng ta cũng biết là trong truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy thì thần Kim Quy cho vua cái móng để từ cái móng đó làm cái lẫy nỏ. Dùng cái nỏ đó bắn một phát là ra rất là nhiều mũi tên để tiêu diệt quân của Triệu Đà. Còn lại áo lông ngỗng và núi Sóc Sơn. Hoặc là em gái sẽ lại ba người kia lên đường. Hoặc ngược lại. Hai đáp án cùng một lúc, xin mời. Núi Sóc Sơn gắn với truyền thuyết nào? Ủa, em anh nhớ anh không? Bạn của em có bị gì không? Bị két sắt đè thôi, em đâu có gì đâu. Em tưởng tượng đi, một cái két bằng sắt nó đè thì như thế nào? À. Núi Sóc Sơn gắn liền với truyền thuyết của ai? Thánh giống. Đúng rồi, đó là Thánh Giống chứ không có dính tới cái câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy. Còn áo lông ngỗng quá đơn giản đúng không? Cái chuyện mà Mỹ Châu ngồi trên lưng ngựa sau lưng cha, lấy cái áo lông ngỗng bứt rải ra làm dấu cho Trọng Thủy. Nhưng mà đó cũng là cái dấu để cho quân Triều Đà đuổi theo. Như vậy là áo lông ngỗng là đáp án chính xác. Chúc mừng 4 thành viên của đội Tỏa Sáng. Mời các em đến đây. 4
thành viên đã chọn được đáp án đúng, mỗi người mang về 1 triệu. Vậy là 4 triệu cho đội của chúng ta. Hơi tiếc chút. Bây giờ sẽ kết nối với căn phòng thống để coi coi cô ấy bây giờ như thế nào nha. Xin mời. Mặt buồn quá. Nói gì với mọi người nè em gái? Đồng đội ơi, cố lên. Cố lên, yeah. Tạm biệt em, mời các em về chỗ. Xin mời đội Hy vọng. Rút kinh nghiệm của đội vừa rồi, mình cứ bình tĩnh chút xíu, bởi vì thời gian hồi nãy là còn dài mà các bạn hơi mất bình tĩnh. Mời đáp án. Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Công Trí, MC Thanh Bạch, Ưng Hoàng Phúc, Trọng Tấn. Câu hỏi nào? Những người nổi tiếng có quê hương ở miền Trung. Bắt đầu. À khó nha. Quay mặt lại bạn. Anh Công Trí, chị Hồ Ngọc Hà. Còn một người nữa mọi người biết lại không? Ngọc Hà là người Bắc nha. Ủa không, Quảng Bình là miền Trung mấy bé ơi. Ờ đúng rồi, Quảng Bình là miền Trung. Quay lại đi. Vậy là Hồ Ngọc Hà. Từ Ưng Phúc, Ưng Phúc là chính xác nè. Ưng Phúc ở đâu, Ưng Phúc ở đâu? Ưng Phúc là Đà Nẵng. Phải không? À, anh Trọng Tấn là miền Bắc nè. Ok, vô đi mọi người. Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà đúng không? Hồ Ngọc Hà nữa. Đâu vậy? Ai muốn đi làm, ba người vô đây đi. Có muốn thay đổi hay không? Còn 10 giây. Vô đây mọi người nữa. Em qua chơi. Qua đây. Ở đây mình thấy Tường Linh rất là bình tĩnh, bản lĩnh để bàn bạc với các bạn. Nhưng mà em ơi, em bình tĩnh là một chuyện mà còn chuyện đúng không là chuyện khác. Tại sao em tin chắc rằng Công Trí là người miền Trung? Tại vì em cũng làm việc với anh Công Trí rất là nhiều rồi. Dạ. Quên, người mẫu mà trời ơi. Ta làm việc với nhà thiết kế là thường xuyên luôn. Dạ. Nhưng mà có bao giờ anh Công Trí nói với em là quê anh ở đâu không? Dạ anh ơi, nếu mà em mặc đồ của anh Trí mà không biết quê anh ở đâu thì cũng sai với anh quá. Đúng không anh? Vậy quê ở đâu? À, quê anh Trí ở Đà Nẵng. Thiệt không? Dạ thiệt. Tôi không nói. Chút xíu tôi còn bố sao nha. Còn em trai đứng ở Ưng Hoàng Phúc. Hồi dạ. Nãy hình như cái vị trí này là do cái bạn gái kia đề xuất đúng không? Dạ đúng rồi. Mà tại sao bạn ấy không đứng bên đó mà để mình em đứng vậy? Thấy phi lý không? Dạ không, em tin với đội mà. À, nhưng mà hình như là bạn ấy là cái người nói ra đáp án này nhưng mà ấy không tin chính mình luôn á. Không, thì đúng rồi anh. Tại vì chính bạn đó không tin mà bạn nói với qua anh kia. Vậy mà em tin người ta, em gan thiệt luôn á. Còn em trai đứng ở vị trí Hồ Ngọc Hà. Đây là đáp án của đội trưởng của em chọn ạ. Em tin đội trưởng của mình luôn. Đẩy qua đội trưởng luôn. Nặng quá tôi. Vai trò của em nặng nề lắm. Chúng ta đã chọn rồi, anh sẽ công bố đáp án số 5. Đáp án Trọng Tấn. Nhìn quá nào, nhìn quá. Đây là đáp án đúng. Rồi xin chào, bye bye. Quê anh ấy ở Thanh Hóa. Một đáp án đúng có nghĩa là chỉ còn lại 2 đáp án đúng mà thôi. Anh sẽ công bố đáp án Hồ Ngọc Hà và MC Thanh Bạch. Xin mời. Chính xác. Thấy chưa, quẩn mình lên. Hồ Ngọc Hà quê ở Huế. Dạ. Quê ở Huế, còn anh Thanh Bạch là quê Vĩnh Long. Quê miền Tây. Có 2 vị trí là nhà thiết kế Công Trí và Ưng Hoàng Phúc. Mà chỉ còn 1 đáp án đúng mà thôi. Ai là người lên đường đây? Lên nơi. Không chừng em là người ra đi đó. Vậy em đứng ra ngoài được không? Vô trong, không được. Đứng vô trong. 2 đáp án, nhà thiết kế Công Trí và Ưng Hoàng Phúc. Xin mời. Ba chị em mình đã đi. Nhà thiết kế Công Trí là quê ở Đà Nẵng, còn Ưng Hoàng Phúc quê ở An Giang. Tan, mời các em ra đây. Em nói thiệt đi, ai cài em vô đội này? Không phải anh, tại vì em nhớ nhầm qua. Tại vì em đi làm chương trình cùng với anh Ưng Phúc với thêm. Ưng Hoàng Phúc nói cái giọng rạc miền Nam, rạc miền Tây vậy đó. Em nói là lùi về anh gọi đò là anh Giang là miền Trung. An Giang miền Trung nào? Không phải, cái anh gọi đò là bài gì ta? Dừng. Gọi đò là Dương Ngọc Thái. Đúng rồi, em bị nhầm hàng. Trời đất ơi. Hai cái con người gương mặt hoàn toàn khác nhau, hai cái dòng nhạc khác nhau. Một bên là tha như thế, tha rằng như thế. Còn bên gọi đò ơi. Không giống như thiếu gì trơn trọi đánh lộn. Nhầm. Đây, anh lời sẽ cho em gặp gỡ nạn nhân của em. Kết nối với căn phòng trống nè. Tội nghiệp. Tội nghiệp bé. Sao em?
Sorry em. Em hơi buồn anh à. Chị thiệt kêu em. Xong rồi buồn. Thôi hồi nãy em không đứng chung á. Hồi nãy ai tính đứng chung? Đây nè, đứng chung em phải kêu qua liền. Em rồi. Ơi, thà như vậy. Thà như vậy người ta không có ấy nấy. Còn giờ người ta cắn rứt cả đời đó. Chị sẽ cứu em. Chị sẽ cứu em. Không, chị cứ yên tâm đi, em cũng mong là đội của mình sẽ giải cứu em cho đến nhật bản. Bảo toàn, bảo toàn. Nói vậy thôi. Hy vọng đến đây, hy vọng mà. Hy vọng em. Bọn mình hy vọng mà. Sao em? Đừng làm mất lòng tin của em nha. Ok. Rồi, tạm biệt em.